Em sẽ dành riêng clip này để test cho các bác cặp loa JBL lấy 800. Đấy, lấy 800, con này nó cao gần 1 mét. Đấy, như lô này thì em có giới thiệu với bác rồi, em về lấy là 500, rất là nhiều. Đây, đây lấy 500 nhá, giá hợp lý lắm, có hơn 6 triệu thôi. Đấy, bây giờ clip này em sẽ test cặp lấy 800. Đấy, em sẽ test bằng con Pioneer 7600 hai la mã, anh em nghe thử nhá. 7600 hai la mã đây. Cặp này là made in Đan Mạch, củ Pháp. JBL lấy 800 các bác nhá. Lấy 800, lấy 1000 cũng có luôn, lấy 600, 500 đủ hết. Nói chung dòng lấy mà có tiếng là hiện tại em về đủ hết cho các bác chơi test.
Vừa rồi là test cặp lưới 800. Đấy, lô này thì 500 em về nhiều nhất và sẽ xả cho các bác giá có hơn 6 triệu thôi, lấy 500 các bác nhé. Đấy. Lấy 800 em nhắc lại nha, nó là cao khoảng gần 1 mét. Thùng đẹp, chất nặng. Củ Pháp. Tức là củ châu Âu đấy. Tiếng đánh rất là bay tiếng mà dễ ghét. Con này có hơn 100W thôi, con 7062 này. Đấy, ngoài ra anh em có thể đánh đàn ông, săn xui. Thích dòng gì thì cứ alo bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.